Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm món bánh trung thu pha lê tím. Đầu tiên mình cần chuẩn bị 150g bột bán. Chúng ta sẽ chuẩn bị thêm 150ml nước sôi và đổ vào cho nó xăm xắp như thế này là được. Các bạn lưu ý phải là nước sôi nhé, thì cái phần bột bán của mình nó mới có thể nở đều được. Rồi chúng ta sẽ đậy nắp lại và đợi 30 phút sau. Trong khi đợi thì chúng ta sẽ chuẩn bị phần nhân. Mình hấp khoảng 300g khoai lang tím. Sau đó thì sẽ cắt nhỏ và tán nhuyễn ra. Và trộn với ít đường nếu như mà bạn thích ăn ngọt. Vì khoai còn nóng nên là đường khi trộn vào cũng rất là dễ tan. Mình vo thành những cái viên nhân tròn nhỏ vừa tay như thế này. Khi bột bán đã nở mềm thì chúng ta sẽ cho vào đây 100g bột năng. Rồi mình sẽ nhồi cho khối bột thật là dẻo và không có dính tay như thế này. Sau đó thì chúng ta sẽ chia cái phần bột này thành những cái phần bằng nhau. Ém thành hình tròn và cho các viên nhân khoai lang tím vào giữa. Kế đó thì mình sẽ vo tròn lại, sau đó thì mình sử dụng khuôn để chiếc bánh của mình trông đẹp mắt hơn. Bạn nhớ thoa dầu ăn hoặc là một cái lớp bột áo ở bên ngoài khuôn để bánh có thể dễ dàng lấy ra hơn. Mọi người thấy cái cảnh này có quen không? Rất là giống cách làm bánh in luôn đó. Cái đó thì mình sẽ chuẩn bị một cái sẵn hấp. Khi nước sôi thì chúng ta sẽ cho bánh vào. Khoảng 20 phút sau thì bánh sẽ chín. Chúng ta sẽ dùng một cái cây tăm để xăm vào bánh như thế này. Nếu mà bột không dính vào và cái phần bột nó cũng trong lại thì lúc đó là bánh đã chín rồi đó.
lớp vỏ bánh rất là dai nè, cái phần nhân thì rất là bùi và thơm thơm. Hy vọng là mọi người sẽ làm thành công món ăn này nhé.